Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra khóa họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, eu -FTA. Tại khóa họp, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhận định, trong bối cảnh hiện nay, việc củng cố tăng cường hợp tác kinh tế đa phương và song phương nhằm chống lại sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội là đòi hỏi tất yếu, khách quan và là hành động cần thiết Tuy nhiên, một số điều khoản quy định trong hiệp định Việt Nam EA FTA không còn phù hợp. Do vậy, Bộ trưởng cho rằng hai bên cần xem xét một số biện pháp cụ thể để nâng cấp hiệp định này, tiếp tục mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, nỗ lực tháo gỡ các khó khăn liên quan thanh toán, vận tải và di chuyển giữa người dân, đặc biệt là doanh nhân giữa hai nước, riêng về vấn đề miễn thị thực Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu tiếp tục xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam ở mức tương ứng như Việt Nam đang dành cho các nước bạn, nỗ lực tìm kiếm những dự án hợp tác mới trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kết thúc khóa họp, hai bên thống nhất chỉ đạo cấp kỹ thuật tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, loại bỏ các rào cản về thương mại, thủ tục hành chính, tăng cường thông tin về những thay đổi trong chính sách xuất nhập khẩu của mỗi nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời báo cáo chính phủ hai bên về những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền để thúc đẩy hợp tác đối với các nội dung đã được hai bên trao đổi và thống nhất.